Đấy, buổi sáng các ngư dân đã đi cớ lại lưới rồi để làm công tác chuẩn bị tiếp tục là đi đánh bắt tiếp theo. Đấy, cái lưới. Đấy, bạn nhỏ nó cũng biết đi làm, biết đi đánh cá rồi. Nhỏ các bạn ngày xưa như thế này biết đánh cá chưa đấy, nhỏ nhỏ này biết đánh siêu lắm. Cắt tóc rất là đẹp luôn. Đấy, sắp xong rồi. Đấy. Thực đơn buổi sáng ngày hôm nay gồm những các món, thứ nhất là cơm, thứ hai là cá canh cá. Đấy. Rất đơn giản nhưng mà rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Đấy, buổi sáng là mỗi người một công việc, không có ai ở riêng hay ở không hết, này làm việc hết. Làm việc hết. Đấy, ở trong rừng là như vậy đấy. Sau này các bạn có đi thì các bạn cũng phải chuẩn bị một chút kỹ năng. Đấy, chuẩn bị để ví dụ như lưới này, gạo này, muối bột ngọt, dụng cụ cần thiết nhất. Đấy. Các anh này thì anh đi đánh răng rửa mặt buổi sáng. Đây có cá rất là nhiều nhưng mà nó nhỏ. Đây. Đây, cá đây. Đây, đây cá đây. Đấy. Ở đây mới con cá này. Quanh đây có con cá đây. Đây. Đấy, nhiều chưa? Nhỏ. Nhỏ không à? Khá nhiều nhưng mà nhỏ. Đấy, xung quanh đây là rừng rú không này. Đồi cao lắm. Wow. Đấy, nào. Trên kia là đỉnh đồi cao chót vót luôn. Báo nó ăn tới đấy lần rắn. Đấy. Đấy. Bây giờ đang là 8 giờ 10 phút ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020 nha các bạn. Đấy. Đấy. Bây giờ thì đang mọi người là đang dùng bữa sáng. Đấy. Kiểu tiệc buffet không nha các bạn. Đấy. Một cái nồi và một cái nồi cơm và một nồi canh thôi. Mọi người tự múc tự ăn, không ai bưng bê dọn dẹp gì hết. Đấy. Mọi người tự ăn, tự giác lắm. Đứng cũng được, ngồi cũng được. Đấy. Ngồi kiểu nào cũng được hết. Rất là bình đẳng, rất là bình đẳng. Phải... ăn quay lưng cũng được đấy, nó có sao đâu đấy. Quay lưng cũng được. Đây.